Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái vấn chủ đề là các công tác không xác định được khối lượng thiết kế là những thứ gì và cái thứ hai là áp dụng nó trong phần mềm dự toán ra sao. Tôi quay trở lại cái thông tư 06/2010 của Bộ Xây dựng. Thì đây là thông tư ban hành từ ngày 10/3/2016 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/5/2016. Trong thông tư này thì Bộ Xây dựng hướng dẫn cái cách tính dự toán chi phí dựng ở bảng phụ lục số 2. Bộ số 2 như sau. Bộ số 2 là phương pháp xác định dự toán xây dựng ban hành kèm theo thông tư 06/2016. Dự toán xây dựng công trình thì là được xác định bằng là G xây dựng công trình sẽ bằng là G xây dựng cộng G thiết bị cộng G quản lý dự án cộng G tư vấn cộng G khác và G dự phòng. Ở đây tôi tập trung vào cái công tác không xác định được khối lượng thiết kế thì nó nằm ở trong cái chi phí là G khác, GK. GK ở đây được hiểu là chi phí xây dựng khác, chi phí khác. GK này được Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau. GK được ở mục 5 nhỏ là xác định chi phí khác GK. GK sẽ bằng là CI, sigma của CI cộng sigma của DG cộng chi phí hạng mục chung cộng sigma của EK. Ở đây tôi tập trung vào cái mục là C hạng mục chung, chi phí hạng mục chung. Trong chi phí hạng mục chung thì ở đây có mục là B nhỏ là CKKL là công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế. Đấy, là gồm những chi phí sau là chi phí thứ nhất là chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Đấy, chi thứ hai là chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu. Chi thứ ba là chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường. Chi phí thứ tư là chi phí bơm nước vét bùn không thường xuyên. Đấy, và các cái chi phí đó trong hạng chi phí công tác không xác định khối lượng thiết kế đó được xác định là dựa trên tỷ lệ phần trăm trên chi phí dựng và chi phí thiết bị lắp đặt. Đấy. Và được tính là dựa theo chi phí đó là chi phí xây dựng và chi phí thiết bị lắp đặt trước thuế giá trị tăng và được quy định tại bảng 2.4 trong phụ lục này. Bây giờ chúng ta xem ở trang phụ lục 2.4 như sau. Bảng phụ lục 2.4 là định mức, tức là cái tỷ lệ phần trăm chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung nhưng mà không xác định được khối lượng từ thiết kế. Đấy. Thì Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau là có cái tỷ lệ phần trăm đó, cái định mức đó ấy, của công tác không xác định được khối lượng thiết kế phụ thuộc vào loại công trình là công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp phát triển nông thôn hay trước đây chúng ta còn gọi là công trình thủy lợi hoặc là công trình hạ tầng kỹ thuật. Tôi lấy ví dụ công trình dân dụng bây giờ là 2,5%. Trước đây thì công trình dân dụng cũng là 2,5% đối với công trình ở trong đô thị, còn công trình ở ngoài đô thị trước đây là 2%. Tuy nhiên với bảng phụ lục số 2.4 trong thông tư 06/2016 mới thì Bộ Xây dựng quy định lại là trong dân dụng dù là có là trong đô thị hay ngoài đô thị đều là 2,5% hết. Công trình công nghiệp là 2%, công trình giao thông là 2%, thủy lợi hay là nông nghiệp phát triển nông thôn là 2%, hạ tầng kỹ thuật là 2%. Đấy, thì chúng ta có thể tham khảo ở trong cái bảng phụ lục số 2.4. Đấy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn phần thứ hai là áp dụng cái công tác không xác định được khối lượng thiết kế trong phần mềm dự toán G8 như thế nào. Tôi quay trở lại phần mềm dự toán G8. Tôi có một công trình như sau. Và tôi nói thêm một chút trước khi nói về cái hạng mục công tác không xác định khối lượng thiết kế. Thì nó có vẻ như là giống như cái phần mà trực tiếp phí khác ở trong thông tư 04/2010 cũ. Đấy. Và đây thì chúng ta thấy rằng là với cái thông tư 06/2010 mới thì ở đây chúng ta không còn cái mục là trực tiếp phí khác nữa. Chúng ta chỉ trong chi tiết này chúng ta chỉ còn có vật liệu này, có nhân công, có máy và cộng ba cái này lại vật liệu công máy thì được gọi là chi tiết. Và nó không có cái trực tiếp phí khác nữa. Đó. Tôi nói thêm một chút như vậy. Thế thì bây giờ cái trực tiếp phí khác trước đây và bây giờ được
thay mới bằng là công tác không xác định được khối lượng thiết kế nó nằm ở đâu, thì bây giờ nó nằm ở hạng mục chung. Đây, chúng ta bấm sang hạng mục chung thì chúng ta thấy là trong hạng mục chung thì có 3 phần. Một là chi phí xây dựng lán trại tạm, phần thứ hai là chi phí một số công tác không xác định được khối lượng thiết kế, và ba nhỏ là chi phí hạng mục chung còn lại. Bây giờ tôi tập trung vào cái chi phí một số công tác không xác định được khối lượng thiết kế. Thì tôi lấy ví dụ công trình này là công trình dân dụng chẳng hạn, thì nó là tính theo là chi phí dựng trước thuế là G nhân 2,5%. Đấy. Thì trong phần mềm nó dùng công thức là cái công tác khối lượng thiết kế ở đây, ở phần xây dựng này nó sẽ bằng là công thức của nó tổng phí hạng mục H15 nhân với cả cái 2,5% này. Chúng ta kiểm tra tổng hạng mục H là cái cột thành tiền, 15 là chi phí xây dựng trước thuế. Đấy. Hạng mục chung. Đấy. Thế bây giờ chúng ta muốn thay đổi cái tỷ lệ 2,5% này như thế nào? Chúng ta điều chỉnh, chúng ta vào menu công trình, hệ số chi phí lắp. Chúng ta điền vào cái mục là trực tiếp phí khác hay là công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế, chúng ta điền ở đây. Ví dụ bây giờ tôi đổi thành 2%. Chấp nhận. Thì bây giờ cái phần công tác không xác định thiết kế chúng ta điều chỉnh lại thành 2% ở đây. Đấy. Đây là hạng mục chung. Khi chúng ta tính dự toán thì chúng ta phải tính toán các cái bảng như là tổng hợp chi phí dựng ở đây. Đấy, bảng hạng mục chung ở đây. Và tôi nói thêm là cái hạng mục chung này, cái chi phí hạng mục chung này sẽ được đưa sang cái mục là mục bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng. Tổng hợp dự toán công trình. Và nó đưa ở mục 5 nhỏ. Đấy, là chi phí khác, bao gồm có chi phí hạng mục chung. Ở trong chi phí hạng mục chung này thì nó được liên kết từ hạng mục chung C11, hạng mục chung C11 nó đưa qua đây, tức là C11 ở đây. Là trong này như vậy là cái công tác, tất cả cái công tác không xác định khối lượng kế hoặc là lán trại tạm hoặc là chi phí chung còn lại sẽ được cộng và đưa vào đây, thì nó sẽ đưa sang cái mục 5 nhỏ là hạng mục chung ở đây. Nó đưa vào cái dòng trước thuế ở cái cột G là cột trước thuế ở đây. Đấy. Tiếp theo đối với nhà thầu xây lắp thì cái chi phí công tác không xác định được khối lượng kế đấy nó để ở đâu? Chúng ta xem ví dụ bên chiết tính chẳng hạn. Chiết tính thì ở đây trong thông tư mới thì là chỗ này là không có cái chi phí tiếp, cũng nó không có, nó chỉ có vật liệu, nhân công và máy thôi, chứ nó không có trực tiếp phí khác. Và cũng không có công tác không xác định được khối lượng thiết kế ở đây. Mà cái công tác không xác định được khối lượng thiết kế đó nó sẽ đưa sang cái mục là dự toán gói thầu. Chúng ta xem. Trong dự toán gói thầu nó gồm có là chi phí dựng của gói thầu đấy này, chi phí hạng mục chung. Đấy. Và trong chi phí hạng mục chung nó sẽ có mục là 2.2 là chi phí một số công tác không xác định được khối lượng thiết kế. Đấy, và ví dụ như đây nó cũng lấy là bằng cái phần chi phí dựng đó mà nhân với 2% mà tôi vừa điều chỉnh 2%. Đấy. Như vậy là bây giờ chúng ta làm hồ sơ thầu thì chúng ta phải tính toán và in ấn các cái bảng như là chiết tính, bảng dự thầu, bảng dự phòng thầu, bảng dự toán gói thầu. Và trong cái dự toán gói thầu này nó thể hiện được cái phần là chi phí hạng mục chung. Và trong chi phí hạng mục chung đó nó thể hiện được cái phần là chi phí một số công tác không xác định được khối lượng thiết kế. Ngoài ra nếu chủ đầu tư yêu cầu in riêng cái phần hạng mục chung thì chúng ta có thể in cái bảng hạng mục chung thầu. Thì cái công tác không xác định được khối lượng thiết kế nó nằm ở hai nhỏ như trên màn hình chúng ta ở đây. Đó. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách mà áp dụng cái hạng mục chung trong thông tư 06/2016 Bộ Xây dựng ban hành, cũng như là cách áp dụng nó ở trong phần mềm dự toán dự thầu G8 do công ty Hoàng Hà sản xuất, ở trong cái phần dự toán gói thầu cũng như là trong cái phần hạng mục chung khi mà chúng ta tính dự toán. Cái video hướng dẫn về công tác không xác định được khối lượng thiết kế của chúng tôi đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở trong các những video hướng dẫn sau. Cảm ơn các bạn.